chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Một cuộc trò chuyện sôi nổi khi một cô gái xinh đẹp. Mình rất là thích đi Đà Lạt nha. Có nhà như ở Đà Lạt mình sẽ thường xuyên lên thôi. Một tuần lên một lần. Một tuần lên một lần chứ không sao. Anh dọn nhà lên luôn. Những màn thả thính thu hút sự chú ý. Em có thích màu hồng không? Dạ có. Anh cũng thích màu hồng. Dạ, anh thích em. Đúng rồi. Và cả những bất ngờ thú vị. Bạn rất là giống người yêu cũ của em. Vậy là tốt hay xấu? Tốt hay xấu thì của chương trình. Đón xem tập 15 Tần Số Tình Yêu phát sóng 21:35 thứ 6 ngày 11 tháng 6 trên kênh HTV7.